Chẳng hạn, rất vui hôm nay Hóa Trầm Hojita chúng tôi có điều kiện quay các cái clip giới thiệu cho các bạn về các cái sản phẩm đá serpentin, đá canxit tự nhiên của Văn Chấn Yên Bái nhé. Đây là cái dòng đá bán quý. Thì trong clip này tôi sẽ quay các cái khối đá mồ côi. Các khối đá mồ côi có nghĩa là các khối đá mà nó đứng độc lập của mình ấy. Mà nó đã có những cái hình khá là đẹp. Các bạn có thể không cần chế tác gì mà cứ thế chơi được. Để cho các bạn hợp với các bạn mà thích cái phong cách lũa. Đó. Lũa tự nhiên ấy. Thì như tôi đang quay cho các bạn là hai khối. Cái khối trên này, các bạn nhìn giống cái gì? Như con rùa đúng không? Rùa, con chim. Đấy. Đây là cái mặt trên của nó. Đây là dòng đá serpentin xanh. Đây là vùng này, vùng màu xanh nhạt này. Đây. Chỗ này nó anh em tách ra. Ban đầu dân dính ở một cái vùng khác để tách ra. Cái khối này chắc giờ tầm khoảng 1,5 tấn. Đây, khối dưới này. Cái dòng này thì không cần phải chế tác gì, về cứ thế các bạn chơi. Nếu các bạn thích phong cách này, sẽ cũng có nhiều bạn thích phong cách này. Cái dòng serpentin mà được những cái khối đá mồ côi đẹp là hiếm nhé các bạn nhé. Cái dòng canxit thì có nhiều hơn. Đây, ở đây vân ngọc này. Hai khối này đẹp, như là khối trên này. Giống như con rùa, đúng không? Giống như là rùa nhìn giống hơn là chim. Thì hai khối này mỗi khối chắc phải tầm 1,5 tấn, 2 tấn ấy, nặng. Cả hôi hai khối là khoảng 4 tấn. Đây, trong này có một số các khối nữa, tôi quay cho các bạn coi. Đây, nhìn từ trên cao xuống cái khối này, các bạn nhìn tưởng tượng gì? Tôi nhìn tưởng tượng như là các cái nhà cao tầng, các bạn cảm thấy nó như một cái thành phố đó. Cái mặt dưới này thì nó phẳng thôi. Đây, khối này đặt nằm nghiêng nghiêng cái này rất là ấn tượng nhỉ. Đây, tự nhiên 100% nha, chứ không phải là chế tác đâu các bạn. Từ bên này sang bên này chắc tầm khoảng 1,2 m. Từ bên này sang bên kia chắc tầm 1 m. Màu trắng xám. Đây, màu hơi xám xám. Còn đây là cái đá vỉa màu vàng vàng. Đá vỉa là cái đá, các bạn hiểu không, đa nó giống như kiểu rác bao ngoài, nó không cứng lắm đâu. Đây là mấy khối nhỏ, cái màu khá đẹp, xinh ngọc. Đây, ở đây có một khối rất to.
này bề cao không tính đế chắc là rơi tầm khoảng 4 mét, hơn 4 mét. Đế chỗ này đế cao tầm khoảng 30. Với tự nhiên chăm chăm, không bị tác động gì. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn vân lạ. Đây là vân ngũ sắc. Các bạn đếm rất nhiều màu. Thế là tôi quay cho các bạn một số các cái khối đá calcite như serpentin, dòng lỗ tự nhiên. Có nghĩa là cái dòng này là khai thác về chỉ cần chém chân, cắt ngang để lấy cái chân đứng các bạn, chân đế này. Thế xong rồi xịt nước sạch bề mặt, thế chơi thôi, không mài rũa tác động gì hết. Tất nhiên là nó trên khi khai thác thì nó cũng có một số các cái điểm mà phải anh em khoan ra thì mới tách ra được, thì đấy là cái bình thường, hoặc là cái quá trình vận chuyển thỉnh thoảng nó có xuất một số điểm ấy, thì đấy là bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng về cơ bản là không có tác động của máy móc. Đấy, cái dòng này thì là sẽ hợp với các bạn thích cái phong cách tự nhiên, không thích động dao kéo. Đấy, các bạn hiểu nôm na như vậy. Đấy, ví dụ như cái vùng này này, cả cái vỉa này vẫn còn nguyên này. Đây tôi có thể liệt cái màu nhé. Ví dụ sử như đây, vùng này là màu trắng này. Đấy, bạn nhìn thấy trắng trắng đục đúng không? Vùng này màu phớt tím này. Vùng này đỏ này, vùng này đỏ này. Đấy, đỏ như ngọc ruby. Đấy, đây. Đấy, vùng này là vùng xám nhạt này. Đây là vùng tím này, vùng này là vùng màu gần giống với màu đen, xám đen nhé. Đấy, bên này, đây là màu vàng này. Vàng, đấy. Đây, các bạn thấy cái vùng này, xám nhạt đúng không? Đây, bên này. Đây, vàng này. Ở vùng này có màu xanh này. Đó. Đây. Ở vùng này là màu xanh này. Đó. Nó rất nhiều màu. Đây là màu hồng. Đây, ở dưới này là màu xanh. Đó. Nếu các bạn quan tâm tới các sản phẩm đá serpentin, đá calcite, thạch anh, rồi mã não, rồi ngọc hồng long, rồi các cái dòng về đá quý, ví dụ như ruby sapphire, thì mời các bạn tới chỗ chúng tôi nhé, chỗ showroom và kho bãi ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Ở đây thì tới phôi thô cũng có, hàng điêu khắc có, hàng trơn có.
rồi các cái dòng sản phẩm như là bàn ghế, rồi sập, đấy, tượng này. Đây, hay là văng này, đều có cả. Rồi các cái dòng tầm trung, mini. Đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.